Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah! Ok, thì hôm nay mình với các bạn sẽ cùng nhau gọi là review một cái chiếc xe phải gọi là khá là huyền thoại và của mình các bạn. Huyền thoại như thế nào? Thì đây. Đây, các bạn thấy không? Một trong những cái biển số mà các bạn đã có thể là... Ui, đi đâu vậy? Thầy lằn chó của mình các bạn. Vâng, thì đây là cái biển số mà phải gọi là các bạn đã được thấy qua khá là nhiều video của mình rồi. Từ các loại xe, xe con tới xe khách cho tới xe tải cho tới tất cả các loại xe mình đều sử dụng cái biển số này 65-09936. Và mình chỉ có thay đổi ví dụ như xe khách là B và xe con là A, cũng lại là xe tải là C thôi. Đó, còn lại là tất cả các biển số mình đều sử dụng cái biển số này các bạn. Đó. Vâng, thì đây là cái con xe nó mang thương hiệu của Zac. Zac là một trong những cái thương hiệu mà khá là nổi tiếng của Trung Quốc. Nó tại sao mà Việt Nam mình chạy khá là nhiều xe của Trung Quốc? Tại vì các bạn biết là xe của Trung Quốc khi mà về Việt Nam là được đăng ký, được chở số lượng lớn. Đó là như vậy. Còn các dòng xe như là Hyundai hay là các dòng xe mà Taco của Nhật Bản hay là Hàn Quốc này nọ đều, thì các bạn khi mà mua về Việt Nam thì cái trọng lượng mà khi các bạn đăng ký được chở thì nó rất là thấp so với cái dòng xe Trung Quốc. Theo mình biết là như vậy, mình cũng không biết có chắc hay không, nhưng mà cái chiếc xe mình đang chạy là chiếc xe dòng của Zac. Và Zac này là Zac Trung Quốc nha các bạn. Nó khác với cái Zac của Đài Loan là cái dòng chữ nó màu vàng đồng đó, còn màu trắng này, màu bạc này là của Trung Quốc đấy. Thì xe này nó đời đâu đó là đời 2008 các bạn, khá là lâu rồi. Hiện tại bây giờ là 2019 là nó cũng được khoảng 10 đến 11 năm hay gì rồi đấy, khá là xa đó. Thì nói chung nhìn thì khá là cũ kỹ, các bạn biết mình mua một năm mấy, hai năm trời thì mình chưa rửa lần nào hết đó. Và bây giờ là, và đây là lần đầu tiên mình show nó cho các bạn xem đó. Và của anh này thì các bạn thấy thì xe này của mình nó chở được là một 3 tấn mấy, các bạn, 3 tấn, tổng xe là 3 tấn 3 và chở được khoảng 1 tấn 2. Đây, ui, nội thất nó khá là cũ kỹ luôn các bạn. Đây cho các bạn xem nè. Ok, nhìn phần cửa thì các bạn đã thấy nó cũ rồi, nó vẫn còn sử dụng là cái kính mà xoay như thế này nè các bạn, hồi xưa rất là lâu rồi. Bây giờ toàn là nút bấm thôi. Còn đây là cái vô lăng của chúng ta, đây là vô lăng của Zac. Nó khá là cũ rồi, mình đã cố gắng mua cái miếng bao này mới để mình thay vào rồi đó các bạn. Chứ thật ra cái vô lăng trong nó cũ lắm, actually. Ui. Đó, thì xe này khá là đơn giản về cái nội thất của nó phía trong. Các bạn xem đi, đây là cái cần gạt gọi là gạt đèn. Chúng ta có đèn pha và đèn gọi là đèn thường và đèn pha thôi. Ngoài ra thì các bạn có thể là nhan bằng cách là gạt hai cái này. Đó, đơn giản, đèn nó rất là đơn giản, bên này là gạt mưa thôi. Ba chế độ gạt, xong phim. Đơn giản không? Bên này chúng ta sẽ có 3 cái nút. Nút này là nút gì tôi cũng chả biết, nó bị liệt, bị hư rồi khá là lâu rồi tôi không có xài luôn. Cái nút giữa này là cái nút mà bật đèn gọi là đèn sương mù á, mình không biết gọi là đèn gì. Còn bên này là đèn cảnh báo các bạn. Chúng ta có thể đặt đèn cảnh báo ở chỗ này. Đó. Còn bên này thì nó tan tành hết rồi các bạn, không còn cái gì nữa. Khá là cũ. Bên này chúng ta sẽ có một cái hộc mà tôi để lâu quá giờ nó bị sứt ra luôn, tôi chả hiểu luôn cái. Đó, các bạn thấy cái xe mình, ai nói là mình có xe giàu, xe dữ, xe xịn gì, các bạn thấy không? Xe mình cho ô dán tường lưa hết trơn. Ok, thì đây là chìa khóa của nó các bạn. Đây, chìa khóa này là cũng là cái chìa khóa mà gọi là chìa khóa đã được làm lại rồi, chứ không phải là chìa khóa mà của zin của xe nữa. Nên là các bạn thấy nó khá là cùi lự, mà nói chung tôi xài được. Vậy nó mới hay. Thôi, giờ mình với các bạn sẽ cùng nhau trải nghiệm với chiếc xe này nha. Ok. Ok, thì hiện tại mình đang có mặt trên xe rồi nè các bạn. Và bây giờ mình với các bạn sẽ cùng nhau trải nghiệm với chiếc xe này coi nó như thế nào. Mà mình đã chạy khá là lâu rồi. Và mình nói trước thì cái xe này nó đã đời cũ rồi, còn thêm xe Trung Quốc nữa nên là nó hơi khó lái. Khó lái là như thế nào? Đặc biệt là cái cần số này các bạn. Thì các bạn thấy cái cần số của tôi là cái cần số của Trung Quốc. Các bạn biết những cái dòng xe mà cần số Trung Quốc thì nó lại là số ngược. Thay vì số 1 nó nằm bên này, bây giờ số ngược, số 1 nó lại nằm bên tay phải của mình. Đó, nó hơi khác. Đây. Và xe này chúng ta có tổng cộng 5 số với một số G là số gear. Đó, bây giờ nó cũng hơi phai mờ cho các bạn, nhưng mà nói chung vẫn chạy được, vẫn ngon. À, đây là cái cần số thì này, nhầm cái thắng tay. Cái này mình không nói các bạn cũng đã biết rồi. Thôi bây giờ mình sẽ cùng nhau trải nghiệm. Đây là cái chìa khóa của chúng ta và bây giờ mình sẽ ghim nó vào và chúng ta cùng nhau xuất phát. Đây. Mình sẽ ghim nó vào. Thay vì cái chiếc xe này nó có một cái hay
một cái hay so với cái dòng xe khác là khi ví dụ mà mình gắn chìa khóa vô mình đề thì nó mới chạy đúng không? Còn xe này chúng ta có luôn cả cái nút để bấm để đề máy các bạn. Ồ, nó hay hơn các dòng xe khác là như vậy. Ok. Đấy. Cái dòng xe Trung Quốc thì tiếng nó hơi ồn các bạn. Nên chúng ta cũng tạm chấp nhận. Nó không có giống như cái dòng xe gọi là xe của Nhật Bản hay Hàn Quốc. Mà bây giờ nực quá rồi chúng ta phải đi thôi. Let's go. Ok, bây giờ mình sẽ ra khỏi nhà mình cái đã. Chỗ mình đang là một cái ngã tư các bạn. Nhà mình nó ngay góc ngã tư luôn. Giờ mình sẽ ôm ngã tư này ra. Ok. Nhà mình nằm trong khu dân cư nên các bạn biết nó cũng khá là ít xe. Chạy nó cũng khá là thoải mái. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra cái con đường lớn ở ngoài. Hiện tại ngoài đường cũng khá là ít xe. Một tí ra đường lớn mới nhiều xe các bạn. Đây, mình sẽ rẽ bên trái. Trước khi rẽ phải nhanh nha các bạn. Có thấy xe thì chạy từ từ lại. Rồi, mình sẽ rẽ trái đi luôn. Ok, giờ chúng ta chuẩn bị lên cầu các bạn. Xe mình thấy củi mà nó rất mạnh nha các bạn. Ví dụ mình vô số 4 mà nó dẫn lên cầu ngon lành các bạn. Đây là số 4 nè. Lên cầu khá là mạnh mẽ luôn. À, hấp dẫn chưa các bạn. Bây giờ là xuống dốc cầu đây. Tiếp theo mình sẽ rẽ bên phải để mình qua, mình ra cái con đường lớn. Đây là cái con đường lớn các bạn. Đó. Wow, gió thổi mát mẻ luôn. Hồi nãy ngồi trong xe thì nực vãi luôn, bây giờ lên xe chạy rồi nó mát vãi. Sơ cho các bạn một vòng cho các bạn xem mình thấy. Bây giờ là quay về các bạn. Nếu mình tìm chỗ nào rộng rộng mình gọi là móc lái để quay về. Ok, phía trước mình có một cái cây xăng khá là bự rồi. Bây giờ mình sẽ quay đầu lại để về nhà các bạn. Chạy đi chi cho xa. Rồi, ok, quay về. Let's go. Cái xe này nó có một cái khó so với những cái dòng xe khác. Vì nó cũ nên là cái hộp số của nó chạy khá là khó gặt các bạn. Mình gặt khá là gọi là kiểu là chuẩn nhất nó mới vào được cái số. Chứ các bạn mà kiểu là không quen cái dòng số này các bạn gặt hoài nó không vào luôn. Như là cái số 3 các bạn. Mình chạy rất là lâu rồi nên mình có kinh nghiệm với xe này.
các bạn nào, những cái bạn nào mà lúc đầu mà chưa có học lái hay là chưa có biết lái cái gì mà các bạn bắt đầu vào tập được cái lái được cái chiếc xe tải là các bạn có thể là lái được tất cả các loại xe con, gọi là xe 4 chỗ hay là 7 chỗ rất là ngon lành luôn. Tại vì các bạn biết là xe tải là một trong những cái dòng xe mà rất là khó lái. Đó. Khó lái là như thế nào? Tại vì nó không có gọi là nó hiện đại so với các dòng xe con, nên là xe tải nó chạy đánh lái nó không có mượt mà, cũng như là cần số nó rất là khó gặp. Đó, mà các bạn chạy được cái chiếc xe tải là xe con các bạn chạy rất là thoải mái và cũng như là khá là dễ chạy luôn. Đó. Mình lúc đầu có bằng lái là mình hơn mấy chiếc xe nên mình chạy trước rồi nè các bạn. Nên mình cũng có khá là nhiều cái kinh nghiệm khi lái xe. Thì bây giờ mình sẽ chạy về nhà. Thôi bây giờ mình sẽ dừng ở đây luôn các bạn. Ok. Ok, thôi tắt máy đi. Đấy thì như vậy thì mình với các bạn đã vừa khám phá được cái chiếc xe của tôi khá là huyền thoại đó, so với đối với cái biển số các bạn. Và chúng ta cũng đã vừa trải nghiệm được cái chiếc xe này. Và nếu các bạn thấy video này của mình hay thì đừng quên là cho mình một like. Các bạn nào mà chưa đăng ký kênh của mình thì đừng quên đăng ký ủng hộ kênh của mình nha. Và các bạn muốn mình làm những cái clip như thế này, nó review xe các kiểu hay là trải nghiệm xe ngoài đời thì các bạn comment phía dưới mình biết. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah. Hello các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem livestream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập vào fanpage Nguyễn Quý Gamer. Bấm thích và theo dõi nữa nha.